Hà Nội được xếp hạng hàng đầu trên thế giới về lợi suất văn phòng hạng A cho thuê với mức lợi suất 8,75% theo Savills và hiện có tỷ lệ lấp đầy hơn 92%. Báo Đầu Tư lý giải đó là bởi các văn phòng này hiện đang thu hút được nhiều khách hàng nước ngoài từ Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc với một số ngành chủ lực là ngân hàng, bảo hiểm và công nghệ. Văn phòng cho thuê tại Hà Nội hốt vàng tít bài báo là như vậy. Thế nhưng câu hỏi phản biện được tác giả đặt ra là liệu mùa vàng này sẽ kéo dài được bao lâu? À, bởi theo bài viết này, năm nay chứng kiến sự bùng nổ nguồn cung văn phòng hạng A cùng hàng loạt loại hình văn phòng ảo hay là văn phòng chia sẻ với nguồn cung tăng mạnh như vậy, nếu không có sự thay đổi thiết kế địa điểm, phong cách tiện ích và cả giá cả nữa, thì văn phòng cho thuê có thể sẽ có sự thoái trào. Một cuộc chạy đua gắt gao khác phản ánh trên báo đầu tư sáng nay đó là mỹ phẩm. Khi ước tính trong 3 năm qua, số lượng phụ nữ có trang điểm tăng từ 76% lên 86%, với mức chi tiêu trung bình là 450.000 tới 500.000 đồng một tháng cho các sản phẩm trang điểm. Số lượng thương hiệu thì nhiều tới mức mà người trong nghề có khi cũng chẳng nhớ hết. Hiện đang thắng thế chủ yếu là các sản phẩm Nhật Bản và Hàn Quốc, thế nhưng cũng chưa nói chết được gì nếu nhìn vào khảo sát này về các kênh thông tin tham khảo khi quyết định mua mỹ phẩm, mà theo đó mạng xã hội đang đóng vai trò quyết định. Khách hàng ngày càng khó tính và ai cũng có thể trở thành một chuyên gia hay là nhà báo trên mạng xã hội. Cạnh tranh gắt gao hơn nhưng cũng chia sẻ cơ hội đồng đều hơn. Khi không phải cứ thương hiệu lớn đi trước là có thể tránh khỏi áp lực từ sự trỗi dậy của những thương hiệu trẻ và năng động hơn. Sức trẻ và sự năng động cũng là những gì tờ Thời báo Kinh doanh ghi nhận từ thị trường FinTech Việt Nam. Cạnh tranh gắt gao thời gian qua đã khiến con số hàng trăm doanh nghiệp FinTech thành lập mới giảm xuống chỉ còn khoảng 80 doanh nghiệp trụ vững tới thời điểm này thiếu nguồn lực, non kinh nghiệm nên thời gian qua những doanh nghiệp này cũng mới chỉ phát triển trong lĩnh vực thanh toán, còn hầu hết các lĩnh vực khác đều chết yểu. Thế nhưng, điều này đang dần thay đổi với một số làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc, không chỉ lĩnh vực thanh toán mà giờ sẽ có thêm nhiều hơn những công nghệ ngân hàng, quản lý tài chính, tiền kỹ thuật số, thương mại trực tuyến B2C hay các dịch vụ tài chính online, blockchain sự đổ bộ của doanh nghiệp fintech hàn quốc vào thị trường việt nam mở ra cơ hội hợp tác học hỏi nhưng cũng đồng thời là thách thức nếu các doanh nghiệp nội không tranh thủ thời cơ phát triển